đời nuôi lợn trồng rau, Siêu Black được mời hát show của tỷ phú. Vì quý mến Siêu Black, nhạc sĩ A Tuân luôn mời đàn chị tham gia các chương trình do mình tổ chức hoặc kết nối, họa mi núi rừng, trong khả năng. Chia sẻ với Vietnamnet, nhạc sĩ A Tuân nhận định hiếm ai để lại trong anh ấn tượng sâu sắc như họa mi núi rừng, Siêu Black. Trân quý giọng hát trời phú của nữ ca sĩ, A Tuân luôn ưu tiên mời đàn chị xuất hiện ở tất cả các sự kiện lớn do anh tổ chức. Nhờ quan hệ thân thiết với một số nhân vật trong giới siêu giàu, anh thường được họ nhờ tổ chức sự kiện âm nhạc. Gần đây nhất, A Tuân nhận lời một tỷ phú nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản tổ chức một chương trình âm nhạc nội bộ cho tập đoàn của người này. Dĩ nhiên, như bao lần trước, chương trình này không thể thiếu vắng giọng ca máu lửa tuyệt vời của họa mi núi rừng, Siêu Black. Nhạc sĩ A Tuân chia sẻ. Về phía Siêu Black, trả lời Vietnamnet, chỉ cho hay hiện mọi thứ vẫn trong vòng bí mật nên chưa thể bật mí. A Tuân nói thêm việc góp sức ủng hộ Siêu Black hoàn toàn vì sự thân tình. Như báo chí đưa tin, mọi người đều biết chị Siêu vất vả thế nào. Đây là tình hình chung của mọi người sau đại dịch. Vì vậy, tôi luôn ủng hộ chị những gì trong khả năng của mình. Nhạc sĩ cho hay, ngày 25 tháng 11 tới, Siêu Black sẽ tham gia đêm nhạc Việt Nam tinh hoa đánh dấu tuổi mới của nhạc sĩ A Tuân. Nữ ca sĩ còn tập hát ca khúc Gato, sáng tác mới của A Tuân về thói ganh tị trong xã hội, làm quà tặng đàn em. Siêu Black cho hay A Tuân là người em trong nghề thân thiết nhiều năm của mình. Hai người có sự đồng điệu trong âm nhạc và cuộc sống. Chị luôn rất trân trọng việc A Tuân ưu ái mời sâu, kết nối mình với các chương trình âm nhạc. Về phía A Tuân, sau ca khúc Gato, anh sẽ dành tặng ca sĩ Siêu Black một sáng tác mới khác. Ngoài ra, ca sĩ Chu Bin sẽ trình diễn hai sáng tác của A Tuân là Tuyển Gấu Đi Chơi và Cái Tôi. Và một số ca khúc của mình như Thế Gian Vô Thường, Thị Phi. Bên cạnh Siêu Black và Chu Bin, sự kiện còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Ngọc Sơn, ca sĩ Hồ Quang Hiếu, diễn viên Quốc Trường, Thánh Độc Nhập Nhà Sao Đức Anh cùng nhiều người đẹp, người nổi tiếng khác. Trong đêm Việt Nam tinh hoa, A Tuân sẽ công bố dự án Việt Nam No. 1, Việt Nam Style quy tụ 500 người tham gia. Nhạc sĩ định trích 5% doanh thu của dự án phục vụ cho các hoạt động xã hội, cộng đồng.